đến với vlog của Huy. Và ngày hôm nay á, thì mọi người thấy không, do thì nó ăn bị bỏng ấy, nên là cái vết thương nó còn kéo da non, nên là bây giờ thì đang rất là sợ nấu ăn. Bởi vì mình đã tìm tới một cái món ăn đây. Đây là gọi là sao ta, tteokbokki tự soi. Thì cái này nó cũng là một cái món ăn rất là đặc biệt. Khi mà các bạn đổ nước vô cái gói dung dịch trong này á, thì nó sẽ làm cho cái thức ăn mình tự nóng lên luôn mà không phải chế biến. Thì bây giờ Thùy sẽ thử, chị sẽ thử ăn cái này hôm nay nó sẽ như thế nào nha mọi người. Mình cùng nhau thử thôi. Đây mọi người, cái hộp thì nó có một cái vớt bọc ở ngoài và Thùy khui ra nha. Không biết là mình nấu trên cái bàn có sao không. Trong đây có để là 320g, 250g gì đó với 70g gì đó thì không biết, tiếng Trung thôi. Tại vì đây là một cái món ăn vặt của người Trung, món của người Trung làm. Nói chung với cùng quà gì nhiều quá không có đọc được. Bây giờ thì sẽ thử tháo ra cho các bạn xem nha. Nắp hộp nó thì cũng giống như là những cái mì gói mình ăn thôi. À, ở trong đây là có một cái gói tương, một cái gói sốt với lại một cái gói bánh kẹo đã được hút trên thông rồi. Đây một cái khay. Và trong đây có một cái gói màu tím. Để cái gói dung dịch này là Thùy đã coi những cái nhiều video clip của các bạn khác làm á, là sẽ lấy cái gói này mà mình đổ nước vào. Chắc mình đổ ít nước thôi chứ không đổ nhiều đâu. Đây là một cái đôi đũa. Đây, trong đây chỉ có bánh kẹo và sốt thôi, nên là chắc là Thùy sẽ bỏ thêm một số đồ ăn vào, giống như là trứng gà nè, rồi xúc xích nè, rồi phô mai nè. Thì mình tháo cái này ra trước chứ. Chỉ muốn coi cái thứ mà nó tự soi sẽ như thế nào thôi. À, mình cắt một cái là trung thông nữa. Không có dính được nữa. Nhớ không được. Đây. Bỏ bánh kẹo lên. Khá là nhiều quá, hai người ăn rồi. Đây. Xong mình cắt, mình bỏ cái sốt này vào. Mình hết ơi. Được rồi. Không bị kèm lem lên luôn. Mọi người ơi, bây giờ dịch bệnh vẫn còn ấy, nên là mọi người ra đường mình nhớ bịt khẩu trang nha, và tay rửa tay thường xuyên nha mọi người. Còn bây giờ đây là cái gói mà nó xô lên. Tháo ra. Không biết trong đây có cái gì nữa mà. Để thì coi lại trong này nha. Nó cũng không để hướng dẫn gì hết. Chết rồi, vậy mọi người, nó để vào 4 tháng 4 năm 2020, có khi nào nó hết hạn không nhờ? Nhưng mà mình mua thì cái chị bảo là bình thường mà. Trời ơi, sợ hết hạn sử dụng quá. Ăn ra bụng chết luôn á. Chị thấy nó cũng bình thường mà. Thôi, 75.000 lần đó, nên là không bỏ được. Bây giờ mình sẽ đổ nước vào đây. Hey, bây giờ cái pha quan trọng nhất nè. Mình đỡ ngọc nước một xíu. Pha quan trọng nhất là đổ vào đây nè. Rồi. Cái này lên. Chết rồi. Nó có hết hạn sử dụng không ta? Sao thì không thấy nó phản ứng gì chơi gì trời. Khi nào hết hạn sử dụng luôn nhờ. Mình đổ nước luôn. Quay. Quay. Ôi mọi người ơi, nó sôi đây. Ui thôi lắp lên nè mọi người thấy không. Đẩy lắp lại, lắp lại. Nóng lắm luôn á mọi người. Đây mọi người có thể thấy
Nghe không, mọi người nghe không? Nó đang sôi và khói bốc lên sùng sục luôn à. A few minutes later. A few moments later. Thì cái món này á, nó còn có cơm, có phở, có nhiều thứ. Như cơm thôi, cơm bún rồi đó. Đồ của đó mọi người ăn được đó. Mà thì bỏ cái miếng phô mai à. Để ăn thử thôi, bánh gạo nè. Miếng gạo mềm ăn ngon. Ok. Này á thì mua với giá là 75 đồng. Cho trứng gà vô, trứng gà tính như ta, trứng gà luộc, cho cái trứng còn 2 đồng 77 ngàn. Xong rồi thì bỏ một phô mai, nguyên một bịch phô mai là giá là 50 đồng. Một miếng mấy miếng nữa. Tính sơ sơ miếng 10 ngàn. Là hộp này có 87 ngàn. Xong rồi thì bỏ thêm một cây xúc xích nữa. Cây xúc xích trị giá 9 ngàn. Bự. Mình tính cái đâu rồi ta? 87 với 9 là 96 ngàn. Review lại cái hộp này thì cảm thấy là giá thì nó hơi đắt, nhưng mà đắt rất là đắt do công nghệ của nó thôi, chứ thì ăn thì thấy nó cũng như túi bắp cua bình thường mình ăn thôi, vị nó cũng không có gì đặc biệt, nó cũng y như ngoài đường thôi. Rồi xong mà các bạn về các bạn bỏ thêm xúc xích này nọ, hộp này nó chỉ có mỗi gạo và cái gia vị thôi chứ nó chả có cái gì hết. Thì dùng video clip ở đây nha. Bây giờ thì cố ăn cho hết cái hộp này. Còn các bạn muốn mua ở đâu á thì các bạn có thể inbox thôi, thì chị chọn các bạn mua. Tại vì thì cũng tìm nhiều lắm mới mua được cái hộp này. Và nhưng mà các bạn ai yêu thích Thùy á thì các bạn cho Thùy xin một subscribe vào kênh YouTube của Thùy nha. Bây giờ thì bye bye, còn ăn đi, cứ ăn đi. Ăn ngủ cho béo. Rồi quá rồi.